tông sẽ tông với mình nhé. Rồi rồi mới để ý. À. Báo đơ đi cô. Cô ra cho em. Em trả chữ cưới cái gì. Ôi khổ nhỉ, đang bé. Rồi cái này cứ mỗi cái một vị nhé. Tùy ai muốn ăn thế nào thì ăn. Chào mỗi người tới tự lấy cốc. Thử xem miếng nào. Cái nào là ngọt, cái nào là mặn hả chú? Không biết cái nào ngọt. Cái mỗi cái một vị. Cầm kéo thôi ai. Đấy kéo người thôi. Mà là cái shit. Ê, ăn giấy. Cảm ơn người. Chú, đấy chè. Không cái nào ngọt. Ngọt mặn hết mà. Đấy ngọt chưa các? Ăn đi, ai ăn thì tự người giúp lấy kéo thôi. Tự ai ăn ngốc kìa. Ăn đi ra đây thì ăn kìa. Có. Có đâu. Cái này ngon đấy chị ạ. This way is barbecue sauce. Bác. Bật lên bật lên để nó mới sáng. Tiền được vấn đề thì nhiều khi còn giữ cái mối nữa, giữ uy tín nữa. Anh bật đèn black cho cái đấy. Có lương nhường chỗ không vậy? Có lương. Mình đi. Ướt chưa, ướt chưa? Wow. Con trai có quà xin chào bên. Có chứ. Trước tiên là con tặng bố cái áo. Của Ron Ruff luôn đấy. Tặng cái áo này là con tặng bố cái này. Thấy chưa? Thấy đâu? Từ Lào đấy. Có thấy? Từ Lào đấy. Từ Lào. Từ Y Lại Chiến Cố. Y Lại Chiến Cố. Mặt của đây là Chiến Cố Y Lại Cố. Nó là. Tới ngày sau rồi cháu kia được cố. Bởi vì bố nó hay làm công trình bằng gỗ. Đấy, biết tại sao có đinh không? Bởi vì làm công trình là phải có đinh. Ta đã có gót quả cà lê đây nữa. Có chứ. Cũng vào đỉnh ra cái thước, thẹn cái thước vào đỉnh. Rồi, bút chưa? Kẹp kẹp vào đây. Rồi. Đấy. Sướng chưa? Được, để nó màn được. Đấy. Đẹp quá. Tự quan trọng là tự làm ra nó mới giá trị. Sao lại in được đấy nhỉ? Giỏi không? Thấy kiểu cháu tự chế. Cháu tự chế. Cái này kiểu cố ấy, xong mình in tờ giấy đen trắng, ảnh đen trắng rồi nhá. Xong rồi bôi keo gỗ vào, xong rồi để cái tờ nó dính vào cái này. Thì lúc mà nó khô áo ấy, thì cái mực nó dính vào cái nó dính vào cái keo. Sau mình lấy nước mình kiểu cọ ra ấy, thì cái giấy nó bay đi còn mực ở lại. Nói ra cái là đã hiểu ngay rồi. Đây bất nề rồi đấy. Cái thế đấy à? Bố sợ cái đinh nó sức mẹ đẻ này nó nhìn cho đẹp. Được. Dây điện quanh quấn quanh. Đây. Vừa điện vừa chỉ có chiếc là vừa không khí. Nhưng quá. Cô thích nhất là có mấy cái đinh trông nó rất giản dị. Mày đinh. Đinh là đinh mốc ở đây. Đinh thì đinh tinh 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 gì? Có phải đinh khỏa bố này để cho mục đích để cho nó đứng được gì? Có cái khác người ta cần nó bẻ cái nào nó cho edit từ cái nào nó vẫn đỡ được. Đấy. Được thế nào? Tôi không phải mà. Rồi thẳng rồi. Không có cái máy đi. Đây ba bác xem. Có quay hình ảnh. Quay đây nhìn. Quay xong coi dùng cái chương trình nào để làm thành video. Cái này trên YouTube không? Xem được đấy chị ạ. Rồi nhưng mà có. Ý là phải làm thành. Chứ không phải. Nó mới là dựng phim. Dựng không. Có nối vào như xem phim bình thường. Đấy.
Rồi. Ý. Hello. Xin chào, vui vẻ. Thank you. Tức là chỉ quay xong rồi. Cô mang ít đi được không sao? Có dù sao chứ thì vâng, nào thì chúng ta được đồng bộ không thì bất cứ một vô thần thì mình thân thì nó như thế thì những gì những thế nó không nghe à? Không thì có cái áo này nó không được, em đã thơ rồi. Cái gì? Không. Cái gì?